Chào Thắng Nguyễn, chào Tuấn Nguyễn, chào Đạt, chào mọi người, chào bé đẹp. Trước khi vào mình xin hát, dạ em chào anh Vương Hùng. Tại anh rảnh sớm rồi, em chào anh Chu Phan. Trước khi mình vào chương trình nha, xin gửi để tặng các anh chị một nhạc phẩm nhạc Hoa là Việt, người đến từ Việt Nam. Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, tình mình kia không làm bối rối lòng ta. Nào ta hãy nắm tay nhau vào dung đi trong cuộc đời, để sương gió chăm chút lo lắng khi mình có nhau. Đường ta đi gian nan từng bước vững đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám yêu, dám liều, dám vượt hết tất cả đến thành công. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên, muôn đời xứng danh Việt Nam. Ok Đạt, em chào anh Nguyễn Nhàn, xin chào các anh chị nha. Các anh chị nghe nhạc lớn không các anh chị? Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, đến mình kia không làm bối rối lòng ta. Nào ta hãy nắm tay nhau vào dung đi trong cuộc đời, đầy sóng gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau. Đường ta đi gian nan từng bước vững đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám yêu, dám liều, dám vượt hết tất cả đến thành công. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên, muôn đời xứng danh Việt Nam. Chào Trác Tu Duy, chào anh Minh Lê, chào anh Đinh Công Khải, chào anh Văn Nguyễn, chào anh Thành Đạt. Đường ta đi gian nan từng bước vững đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Dám yêu, dám liều, dám vượt hết tất cả đến thành công. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên, muôn đời xứng danh Việt Nam. Chào Phùng Quý, chào Thưởng Nguyễn, đâu có quên, thôi mà giận gì cũng biết nữa. Nam Nhi, tao không hát nhạc như tao, đùa chứ anh Đoàn. Chào anh Thế Linh. Ủa mới nãy em có thấy ai gửi cái mời gọi lên mà. Chào anh Đinh Công Khải. Tại anh tính like 10 giờ rưỡi mà 22 giờ 30, nhưng mà tại xong công việc sớm rồi anh like sớm luôn Đạt rồi. Thôi, hát bạn tặng các anh chị một bài thôi ha. Bây giờ mình nói chuyện nha. Hay là muốn hát thêm bài nữa ta? Thì hôm nay là chủ đề xã hội ha. Nhưng mà trước tiên thì em chia sẻ với các anh chị một cái điều như thế này.
Lúc trưa em có xem được một cái clip chào khử tà diệt ma. Anh hả? Anh làm nghề kỹ thuật thôi, Đặng Hùng Hạnh. Thì em có xem một cái clip của ông tự nhiên quên tên ông. Ông tự nhiên ông thầy thích thích thông cái gì thông ở ở bên Mỹ. Thì ông có làm một cái clip, không biết các anh chị có ai làm một bài nữa cho anh tỉnh ngủ đó. Anh thích bài gì em hát anh tặng cho anh để anh tỉnh ngủ anh Tư. Ông làm một cái clip, ông nói về cái hiệp định Thành Đô. Và ông nói là bây giờ ông gửi cái thỉnh nguyện thư rồi, ông đã đạt được 100.000 chữ ký. Ông gửi cái thỉnh nguyện thư, ông nhờ Quốc hội Mỹ gọi là lên tiếng là phản bác, là không công nhận cái hiệp định Thành Đô của nước Việt Nam mình với Trung Quốc. Đó, các anh chị xem, mà một nhà sư mình không lo an phận thủ thường, không lo để tu hạnh để tốt đời đẹp đạo. À đúng rồi, Đặng Hùng Hùng không có lo tốt đời đẹp đạo, không dẫn dắt những Phật tử của mình đi một cái đường về đi về chánh giác, mà lại dạy các Phật tử đi theo đường tà đạo, đúng không? Đó, các anh chị xem nghĩ thôi, hiệp định Thành Đô cách nay là bao nhiêu năm rồi? 18 năm chào quốc di, mà bây giờ anh Tư suy nghĩ lâu quá anh Tư. À anh mới dậy 8 giờ sáng rồi hả? À, mà bây giờ cái hiệp định Thành Đô cách nay đúng rồi anh Thế Linh, 18 năm rồi, mà bây giờ hỏi ổng không phải là còn công dân nước Việt Nam nữa, thì lấy cái tư cách gì mà nói về cái hiệp định Thành Đô, mà bản thân ổng không phải là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ổng lấy cái tư cách gì mà ổng một cái điều đầu tiên em chỉ là người dân thường thôi, mà em chỉ suy nghĩ gì đó là các anh nghĩ 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 sao? Ủa vậy hả Đặng Hùng Hạnh, em làm ở đâu Đặng Hùng Hạnh? À 28 năm anh Hùng, dạ em xin lỗi 28 năm, đúng rồi năm 90 giờ 28 năm em nhầm đó. Mà bây giờ ông đòi là ông hủy cái hiệp định đó với Trung Quốc, mà trong khi là mình là một thầy tu. Tự nhiên em quên, tự nhiên em thường hay nói tới tên ổng lắm. Cái gì thích cái gì thông đó, em thường hay nói ổng lắm, mà đã đợi giờ tự nhiên đang nói bất chợt em quên mất. Ổng là một nhà sư gọi là cũng có tiếng để mà gọi là chuyên xuyên tạc về đất nước Việt Nam mà. Thật sự thì cái hiệp định Thành Đô đó thì em không có rõ anh Thế Linh, nhưng mà ổng hiện tại là ổng đang kêu gọi, là ổng nói gì đó, ổng nào là ổng nhờ đến nghị sĩ rồi những người tôn giáo ở bên cộng đồng hải ngoại đều có hết. Vậy em chào anh Bạch, chào anh Quốc Dũng đó, mà các anh chị nghe thử coi, một phải chi một người thường đó, một người tu. Anh Quốc Dũng, cái ông gì ông thích gì thông ở ở bên bên Mỹ anh Dũng? Đó, em nghe được cái clip mà em rất tiếc là em trong một cái trang đó, nó trên cái nhà em, nhưng mà em không kịp lưu lại, em tức ghê. Em quay lại em tìm thì nó không có. À, không phải thích không tánh anh. Ông thích không tánh là ông ở đây, cái ông gì hiện tại đang bên Mỹ, ông không phải thích không tánh. Ông đó bây giờ đang cái ông đó mà ông đợt trước là lùm xùm ví dụ mà dẫn Phật tử đi đi dạo á. Đó, một người tu hành rồi. Nghe những cái bài giảng của ổng đã mình thấy đã có những cái nó không có. Ok anh Quốc Dũng, mời anh, để anh Dương mời anh Quốc Dũng. Hello, nghe được không bạn? Chào anh. Nghe nghe rõ anh ơi. Được. Tốt lắm Ông nghe đó rõ. là ông Thích Thông Lai, À đúng rồi, đúng rồi. là chủ của cái hệ thống chùa Tầm Nguyên,
thật ra thì để tối tiếp thì trước kia tiếp thì đúng rồi, cảm ơn em Bảo. Mến chào quý vị và quý ông bà cô bác trên diễn đàn của bạn Hiền. Tôi là Bình Dương, chúc một buổi tối online thật vui vẻ. Mình cũng đang ngồi vào quán cà phê, nó hơi ồn cho nên quý vị và các bạn thông cảm cho mình ha. Mình cũng rồi, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Dạ, cảm ơn bạn Hiền cùng tất cả mọi người đang xem diễn đàn. Thì cái thằng nói xin lỗi quý vị nha, mình không có muốn xúc phạm đến những cái vị tu sĩ, nhưng mà đối với cái vị tu sĩ này thì mình, đối với mình không phải là một tu sĩ. Hắn lợi dụng cái áo cà sa, đúng không, để mà làm chính trị, mình gọi tắt là mượn đạo tạo đời đi. Thì hắn trước đây hắn qua đó hắn rất là khổ, hắn khổ lắm. Ngày xưa là mình biết hắn là từ cái thời mà hắn còn ở trên Yahoo, chứ là chưa có Facebook á. Mình cũng đã từng chat Yahoo với hắn, chat với Cam luôn. Thì hắn kêu gọi một số Phật tử theo hắn. Thì lúc đầu thì hắn không có nói về vấn đề chính trị. Thật sự mà nói thì thời gian đầu lúc hắn qua bên đó thì hắn ở cái mobile home, tức là một cái nhà đó hắn thuê thôi để hắn hành đạo ở núi á. Xong rồi là hắn còn mướn một cái phòng đó, là nó là gác gỗ, ở dưới là cái tụi mễ nó ở. Mỗi lần mà hắn tụng kinh hay hắn làm đạo thì mọi người phải đi nhẹ nhàng và tuyệt đối là không có cười nói, vì cái tụi mễ nó ở dưới, nếu mà rục rịch á thì nó sập cái gác, thì bị gác gỗ mà gác gỗ, gỗ là cái nhà lưu động làm bằng gỗ trên cái container đó, thì đi đâu là lôi nó điện nặng. Hắn có thể mà thuê cái mobile home, bắt buộc hắn phải thuê một cái phòng ở phía trên của cái mobile home đó. Thì lại là như vậy. Thế đó, sau này thì bắt đầu hắn cảm thấy cái con đường hành đạo của hắn mà chân chính á, theo lời pháp á, thì hắn quăng. Bắt đầu hắn mới bắt đầu hắn la xóm lên, bắt đầu hắn chống cộng. Chị của hắn là đi sư Như Thủy đó, cái bà đó bà hiền lắm, bà ở Việt Nam, bà hiền lắm. Bà từ thì mình nói cái tiếng Phật giáo thì không phải là từ, nhưng mà người chị không có liên quan gì tới hắn hết, rất là tội. Mới vừa chết đây nè, mới chết đây chưa được một tháng đâu, chết đây khoảng 3 tuần thôi. Thì chết ở bên Mỹ, cũng lập một cái ngôi chùa. Thì người chị không có liên lạc với hắn được, là bởi vì không muốn liên lạc. Vì có một cái lần đó mình nghe cái bài thuyết pháp của Ni Sư Như Thủy đó, thì nói rằng là nếu mà em còn tiếp tục con đường mượn đạo tạo đời, làm chính trị á, thì chị sẽ không có nhìn em nữa, vì chị còn đi về về ở Việt Nam, vì người chị là một giảng viên của trường Phật học dành cho sư cô nữ ở Việt Nam, cho nên người chị không có đồng ý cho người em mình làm chuyện chính trị. Nhưng mà người em thì cái thằng online này thì nó quyết định nó làm cái con đường nó, cho nên người chị đâu có đồng ý đâu. Cái sau này bà bị bệnh, bà mới qua đó bà chữa bệnh rồi bà chết, rồi bà chết cách đây mới có 3 tuần thôi đó. Thì để mình nói về cái thằng Đông Lai này thì đúng rồi, thời gian gần đây, cách đây khoảng tuần lễ, nó đang xác động một cái số dân chống cộng cực đoan ở bên đó để mà đi lên tòa nhà trắng đó, để mà gặp Quốc hội Mỹ để mà xin cái nối lại cái hiệp định Paris 73, năm 73 ngày xưa đó. Nhưng mà xin thưa với lại bạn Hiền và các đồng bà, quý bà con ở trên diễn đàn nha, trò đó là cái trò hề, cái trò nó không bao giờ được. Trời đất ơi, cái chuyện nó đã đi qua rồi, bây giờ nó là 40 mấy năm rồi, mà làm sao mà nó Mỹ mà nó đâu có rảnh rang mà nó làm những cái chuyện tào lao như vậy, các bạn nghĩ coi. Nhưng nó vẫn phải làm, nó biết không được, nó vẫn phải làm. Thì nó làm, nếu nó không làm như vậy thì nó không có quyên góp được một lượng tiền lớn. Tóm lại là chỉ có tiền mà thôi, money, nói chung là như thế. Thì đó là nó là. Chứ còn thật ra thì những cái chuyện đó thì người dân Việt Nam mình cũng biết hết rồi, làm sao mà có cái chuyện đó. Không có một cái, bây giờ mình đã ban giao với Mỹ rồi, tất cả những cái gì mà nó trở về quá khứ, nói là những cái
thằng Mỹ nó cũng không bao giờ nó muốn nhắc tới, mà thằng Mỹ bây giờ nó chỉ có sống một cách đơn giản là tiền. Bất cứ một quốc gia nào, đất nước nào mà đem đến lợi cho nó là nó ok hết. Còn ba cái chuyện như các bạn thấy rõ ràng, như Nhật đó, Nhật nó hận thằng Mỹ cỡ nào, nhưng mà khi giao dịch thương mại đem đến lợi dựng cho hai bên thì bây giờ nó là đồng minh của nhau thôi. Thì nếu như Việt Nam mình sau này mà đem lại cái lợi nhuận cho nó được cao thì dĩ nhiên mình với nó cũng là đồng minh, cũng là bạn bè thôi. Ok, bất cứ nước nào cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, mà Bắc Hàn, Nam Hàn gì bây giờ nó cũng vậy thôi, chứ nó không ấy. Mà nếu mà vớ vẩn với nó thì nó sẽ tính thôi. Đó, rõ ràng. Thì nó là tại vì nó là một cái đất nước, nó quốc gia nó giàu, đúng không? Nó là nói về kinh tế thì công nhận mình phải, cái nào nó hay thì mình phải học hỏi thôi. Vấn đề làm kinh tế của nó rất rất khá, cho nên nó lôi kéo được đồng minh của nó nhiều, khối này khối kia theo nó, rồi đâm ra từ đó là nó thành bá chủ thế thôi. Chứ còn thật ra thằng Mỹ nó cũng chẳng có thương thằng nào và cũng chẳng ghét thằng nào, vì thằng Mỹ nó về kinh tế mà bạn cũng thừa biết rồi đó. Như vừa rồi nó cũng sang mình đó, rồi cũng tàu USS cũng sang Việt Nam mình đó. Thì bây giờ nó đã qua như vậy thì mặt mũi nào mà nó đem, nó khơi lại những cái chuyện mà nó quá khứ, Hiệp định Paris thì tự tụi mày xử với nhau chứ ai mà liên quan tới cái chuyện đó làm chi. Nhưng mà riêng cái thằng Đức Tông Lai với lại một số cái thằng mà mang tiếng thạc sĩ, tiến sĩ, ăn học đồ, cái là cao học đồ bao nhiêu cái bằng, thì chúng nó đâu có biết cái gì đâu. Chúng nó cứ nghĩ là chúng nó dở trò, chiêu trò, cái đó gọi là, mình gọi là chiêu trò hút tiền đấy. Nhưng mà cái hệ thống thằng Đức Tông Lai này nó mất dạy, nó khốn nạn đến mức độ như vậy nè, nó khốn đến mức độ như vậy nè. Nó không moi tiền được của những người trẻ, vì cái những người trẻ thì các bạn cũng biết rồi, ít có ai mà đến chùa, ngay cả ở Việt Nam mình cũng vậy. Ví dụ như là lâu lâu ngày rằm lớn như rằm tháng 4, rằm tháng 7 rồi thì mới đến chùa. Còn thường thường là chùa là để dành cho những cái người già, neo đơn, họ tới. Rồi một phần nữa là nó có một cái hệ thống nghĩa là listen home, tức là dành thay vì là những người già ở Việt Nam mình đưa vào một cái viện dưỡng lão, thì nó mở ra một cái listen home gọi là viện dưỡng lão tư nhân đó, của chùa đó. Thì nó đem vào đó nó nuôi nấng, mà nó đâu có cho người ta đâu. Nó mua một miếng đất, xong rồi nó đầu tư vào đó, xong rồi nó cho mướn lại, hoặc là nó bán, nó phân lô rồi nó bán. Nó giống như kinh doanh địa ốc như mình vậy thôi, nhưng nó bán là nó phải có lời. Nó có lời để nó củng cố vào cái hệ thống chùa của nó. Tại vì 5-6 cái chùa lận, nó có ở nhiều lắm, nó nhiều lắm, nó ở Nam Cali, Bắc Cali, rồi nó cũng ở nhiều lắm, nó ở mấy cái thành phố, rồi nó có nhiều cái hệ thống chùa lắm. Thế cái thằng Vượng Tất Nguyễn đó, mà lúc đầu mấy cái clip đầu các quý vị và các bạn coi lại đó, mình chửi đó, là mình chửi cái đám đó đó, cái thằng Vượng Tất Nguyễn mà mình có đăng lên trang nhà nó đi biểu tình đó, nó mất dạy lắm. Cái chùa nào mà không có treo cái vẽ rách của nó lên ở vòng vàng ba sọc nọ là nó cứ nói là chùa cộng sản. Rồi nó lôi ra, nó lợi dụng vào đó, xong rồi nó đi biểu tình đó, nó vác với cái hình Bác Hồ, rồi nó bôi nhọ. Bởi vậy mình mới tức, mình chửi đó. Mình xuất phát từ cái diễn đàn, mình làm diễn đàn là từ cái thằng Thích Tông Lai này. Mà cái thằng Thích Tông Lai này thật sự ra cái chuyện nó cũng lâu lắm rồi, mình cũng không có muốn lôi ra ở đây, nó mất thời gian. Nhưng mình có thù với nó từ thời rồi còn chơi Yahoo cơ, và cái mạng Bao Thoát á, là mình chơi cái mạng mà chat chip này trên diễn đàn của Bao Thoát, mình đã đối đầu với nó một lần rồi. Thì cho nên nó cái lúc mà sau này qua đến Facebook á, mình tìm cơ hội nó hoài, mà nó khôn lắm, nó lên diễn đàn, nó làm diễn đàn, nhưng mà nó không cho mình complain, nó khóa cái chức năng complain, mình không để complain với nó được. Đúng rồi, nó khóa cái complain. Cho nên nó là, các bạn biết không, nó khôn lắm. Thời gian đầu nó cũng nhát lắm, nó sợ, mà tại vì nó không phải là nó sợ, nhưng mà nó làm như vậy á thì người ta sẽ tìm ra chị nó không, chị nó không, nó làm nó cũng sợ cho chị nó bị ảnh hưởng đó. Thì cho nên nó là nó ngồi là nó cho, chỉ cho quay video sau lưng nó thôi. Là cái thằng Vượng Tất Nguyễn, tức là cái đích của nó là Vượng Tất Nguyễn, tức là nó tên là Nguyễn Tất Vượng đấy, thì là chỉ quay sau lưng nó thôi, chứ nó không cho quay trước mặt. Thế sau này bắt đầu nó bùng nổ ra rồi đó, cái mạng Facebook này rồi bắt đầu anh thấy cái con đường này anh có ăn quá đi, mà anh chỉ lừa được mấy ông già bà già thôi. Chứ mấy cái người mà ở listen home là những cái người bị sốc á, tức là bị tai biến đó, là ăn nằm một chỗ đó, không không có người thân để mà chăm sóc, thì người ta gửi vô là nó cứ bán đất cho mấy người đó để làm mấy cái mobile home nhỏ nhỏ, rồi đấy, rồi xong rồi là nó ở đấy thôi.
đó, chứ còn nó bán lại nó kiếm lời thôi. Thế mà bây giờ đó mà ai mà theo thì các bạn mà muốn nghiên cứu nó, muốn xem nó thì dễ lắm, vào cái hệ thống tầm nguyên của nó là biết liền à, cứ đánh lên YouTube là nó đầy. Một là đánh thích thông lai, hai là đánh hệ chắc thống là chùa tính tầm đồ. nguyên là nó ra liền, nhiều lắm trên YouTube á. Thì đó là mình nói sơ về cái vấn đề đó, cái tiểu sử đó là mình cũng nghiên cứu từ những cái trang web YouTube, nhưng mà bản thân nó với mình cũng đã đối đầu với nhau từ thời mà còn manh thót kìa. Manh thót đó là cái mạng, đó là cái mạng xã hội, nó cũng có nhiều cái mạng chống cộng cho nó lắm, mình cũng chiến đấu với tụi nó nhiều lắm, kể cả cái con Lisa Phạm này, cái thằng Trực này nó cũng biết mình ở trên Manh Thót chứ không đâu. Cho nên cái con Lisa Phạm này bữa mình đưa cái mặt mình lên mấy cái diễn đàn đầu, mình nhắc đến tên nó là nó có vào, nó cầm lên nó nói người thù 10 năm thù vẫn còn gặp lại. Nó bây giờ mày Chào. ngàn năm ta cũng gặp lại mày, Không mày có thành tro ta cũng gặp lại mày, chứ mày đừng có nói chuyện. Bữa mình nói thẳng, nó inbox cho mình rồi, bây giờ lóc lít mình rồi, nhưng mà mình cũng vô được nó hết à, mình cũng có nick khác mình chuyển vô, mình vô được nó à, để mình vô mình nghe. Nhà hôm nay thì nói chung là thôi, mình tại vì thấy bạn đang đang mắc về tích 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 online, thì xin lỗi hồi nãy mình tưởng là bạn nói về tích không tánh, mình nghe không rõ, nó ồn quá, mà tính là tích à, online là đúng thích nó thông rồi, lai. vâng vâng chứ không phải là tích không tánh, sorry. Thế đó là cái câu chuyện của thằng tích online là nó như vậy. Mình thì không có gọi là thầy được, mình gọi nó là thông lai, mà mình có rất nhiều nhân chứng về nó là một thằng rất là xảo quyệt, mưu mô, chứ không phải là nó cũng không có thua gì cái đám ấy, nhưng mà nói chung lại là nó mượn tôn giáo để Nói chung á là nó phá sẵn ở hoại đây. về đất nước Việt Nam, nó chính là cái thằng đứng sau lưng giật dây cho Thích Quảng Độ nè, rồi và một số sư thầy ở bên Việt Nam này quậy phá nữa, mình biết cái đường dây đó luôn, đúng không? Thông qua một số cái vừa rồi có một ông thầy ông qua bên đó, xong rồi nó cũng làm hành làm tội người ta, không theo lời nó là nó bảo là cộng sản, là nó làm hành làm tội người ta, nó bêu rếu người ta trên mạng cộng đồng, mạng xã hội đó. Thì thằng Michael Hòa là cái thằng mà phỏng vấn nó đấy, thì các bạn cứ vào đấy mà đánh Michael Hòa là cái thằng đó cũng âm binh lắm đó, cái thằng đó đó. Trời ơi, cái đường dây tụi nó là mình rành lắm, tại mình chơi lâu lắm rồi, mình chơi cách đây là cả 20 năm rồi, từ thời Bao Thót, từ thời mà Nhưng Messenger Yahoo mà luôn đó kìa. cái Đó. tay Sao bạn? anh Quốc Dũng, cái tay thích thông tin này nó có một cái scandal gì mà chào Nguyễn Đức Cảnh, cái sự scandal gì mà dẫn mà Phật tử đi đi dạo hay đâu á, rồi mọi người ổng lên ổng xin lỗi rồi đó, là năm đó năm năm mấy, năm 2014 phải không anh? Đi khất thực, nó đi khất thực xong rồi nó cầm cờ nó đi, nó biểu tình ở Phú Bô Sa. Nhưng mà có cái vậy nè, nó lợi dụng vào cái vấn đề mà tôn giáo, nó không xin phép với lại cái thành phố Redminster, thành phố Redminster, cho nên họ có cự cãi vấn đề đó. Tức là ở bên Mỹ nó biểu tình, nó không phải là như mình, lúc nào nó cũng bối bêu rêu kêu réo là luật biểu tình, nước dân chủ nhân quyền, là muốn biểu tình như thế nào cũng được. Nhưng trên thực chất ra ở bên Mỹ nó không phải như chúng ta nghĩ đâu, không phải là như ở đây là tự phát, là thích là ùa ra ngoài đường la làng la xóm như cái thằng Thục thằng Nam nó dắt giáo dân đi tòng vòng vậy đâu. Ở bên đó anh biểu tình là anh phải xin phép trong vòng 1 tháng, và địa điểm biểu tình ở đâu phải có cảnh sát bảo vệ đó, rồi nói chung là nhiều mặt lắm, rồi city nó có cho phép hay không, và biểu tình mục đích gì, phải đưa bằng gì cho nó, và thời gian là từ bao lâu đến bao lâu để cho cái cảnh sát người ta có cái người ta bảo vệ. Tại vì khi anh biểu tình là phải có phe đối lập, ok, nếu mà lỡ xảy ra xô xát trong cái vấn đề mà giữa phe đối lập với cái phe biểu tình đó, thì tại vì đâu phải ai là cũng cùng một chí hướng đâu, có người chống có người ấy, như là đám thích tông lai thì cũng có người chống nó vậy, đúng không? Tại vì nó phá thì phải có người chống thôi, thì người ta sợ rằng là sẽ xảy ra chuyện ẩu đả, thì city nó phải chịu trách nhiệm, nó phải bỏ cái quỹ của thằng city nó ra để nó đền, cũng giống như là bây giờ thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Cần Thơ đó, thì Chào có anh thành Thanh phố nó Nhí. cho, chứ đâu phải là thành phố nào nó cũng cho anh đâu, mà anh phải đăng ký trong vòng một thời gian là cả tháng trời, chứ đâu phải là ít đâu. Rồi biểu tình là phải có đúng giờ đúng giấc, rồi sau khi biểu tình là phải có vấn đề là vệ sinh vệ sót rồi, chứ đâu phải như Việt Nam mình mà bảo vệ ao vua xa xong mà vừa bước đi là
để ra một đống rác rồi đi hốt thấy mẹ luôn. Đoàn viên thanh niên à, rồi, đó, anh Tư. Sợ vệ sinh đi hốt. Chai vỏ lon bịch ly lông đồ ta lạ bùng binh hết trơn, vậy mà hô bảo vệ môi trường, bảo vệ cái gì, bảo vệ ông nội tôi chứ bảo vệ. Rồi đang đi đường cái tự trên lầu ba quăng cái bịch rác, cái bịch cái xém vô đầu luôn đêm hôm đó. Là các bạn nghĩ đi, mình nói cái gì mình phải có cái sự nhiều cái thằng tụi nó không biết suy nghĩ. Mà ở đây mình nói riêng cái vấn đề này cho những cái người dân mà nhận tiền của bọn chúng, nhất là cái đám mà đám cho Thục cho Nam rồi đó, hai cái thằng linh mục đó bảo vệ môi trường. Mẹ tụi mày, tao thấy bữa đi biểu tình mà tao thấy rác không, làm như vậy thì tụi mày bảo vệ môi trường. Mình muốn bảo vệ môi trường, mình muốn nói người ta cái gì, mình phải nhìn dưới chân mình trước coi mình đã sạch chưa, rồi mình mới đi làm cái chuyện đó. Nhưng mà tụi mày đi đúng rồi, mù quáng rồi. Nhận ba cái đồng tiền lẻ của tụi nó mà nó không biết rằng khi nó nhận cái những đồng tiền đó chuyện nó bảo là thế này thế nọ, dành dụm kia có người ta chờ cái ngày lễ người ta về Việt Nam mà ta thăm thân nhân người ta thì nó cũng là về tụi bay tiếp tay cho bọn chúng rồi xong rồi là ôi lung tung hết trơn. Thì thôi bây giờ mình cũng dạ đúng rồi, Tư bên em mình chỉ nói vấn đề này như vậy thôi, để còn những vấn đề khác thì để dịp khác mình nói. Thì thôi thì mình nói về cái đằng đích tương lai đó là như vậy. Thì bây giờ nó đang có cái phong trào, nhưng mà ôi hơi nào nghe tụi nó nổ các bạn ơi, làm đâu có đơn giản như vậy đâu. Rồi, ok cảm ơn không anh, phải là trò chơi con nít như nhỏ đâu phải không, thì chúng ta cứ vậy thôi. Nhưng mà nó xuyên tạc thì mình cứ phải đập thôi. Nhưng mà mình thì nói chung là bản thân mình thì nói chuyện nó giống như đầu đường số trời vậy đó. Quý vị và các bạn thông cảm nha. Mình cũng có hồi chiều, mình cũng có làm live, mình cũng giải thích rồi. Thì mong các bạn cùng thông cảm. Chứ mình không có... thứ nhất là âm thanh nó không có chuẩn đâu. Nó phải ồn thôi, vì mình ở bao giờ ngoài đường mà. Chứ giờ mà mình bảo mình mỗi lần mà lên làm live hay là ngồi lên diễn đàn mà đi mướn cái phòng 50 ngàn thì cũng tội cho mình lắm. Mình không có đủ điều kiện đó đâu. Thì là mong các bạn cũng làm thông cảm. Thôi thật ra thì xin chúc thần là chính là được rồi anh. Bạn chúc bạn Hiền một đêm online vui vẻ và thân nhất cùng quý vị các bạn trên diễn đàn được một đêm thật là hạnh phúc, an lành, một giấc ngủ ngon. Sáng mai tiếp tục lao động ngày cuối tuần. Cũng gửi lời chào đến anh Tư Tân Bình. Bye bye. Rồi. Cảm ơn anh. Chúc anh rồi. Chúc anh một buổi tối thật vui nhé. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn. Rồi, ok. Để rồi. Dương tắt anh. Đó, thấy chào chị Gió Châu. Thì sơ qua thì đó là những cái thông tin mà Dương chia sẻ là đầu tiên về vấn đề của đại ca Thích Thông Lai nha. Thì thôi mình chỉ sơ lược đó thôi. Và cái sơ lược này thì Dương cũng chắc cũng gửi cho ông một câu là đi tu không phải là tu, mà đi tu là để lấy cái lưu đựng tiền ha. Thì chắc đúng với ổng hơn. Thì thôi mình không nói đến cái vấn đề này nữa. Thì Dương cũng xin chia sẻ thêm một tí. Anh Vinh Đỗ ơi, anh hôm bữa đó anh sorry nha, tại vì em bữa hôm đó là em comment em nói ông Trần Văn Vinh. Nhưng mà có anh trong đó thì anh nghĩ anh tưởng đâu cũng trùng tên thôi, chứ em đâu dám xúc phạm các anh chị tiền bối của em đúng không. Thì ở đây em xin chia sẻ thêm một vấn đề nữa là hôm nay tất cả mọi diện đều đổ, tất cả được cái gì cũng đổ cho cộng sản. Và ngày hôm nay em có thêm một cái vấn đề đổ cho cộng sản mà rất ư là buồn cười nữa, là em cũng xin chia sẻ cho các anh chị. Là lúc trưa em có vào trên một cái kênh là Eva TV
À, thì cái chị dẫn cái diễn đàn đó, chị đặt một cái vấn đề là anh chàng, có một anh chàng đó đi lập gia đình mà đi làm lương không đủ sống. À, mà lương không đủ sống thì cuối cùng qua một hồi tranh cãi thì chị ta cũng đổ cho cái đó là do nhà nước. Em có hỏi, ủa chị, một khi mình đã lập gia đình rồi thì mình phải định hướng cho cái tương lai của mình, cho cái kế hoạch của một cái gia đình nhỏ mình chứ làm sao đổ lỗi. Và đó không không không, cái này là phải do nhà nước chứ không không có do người dân được. Thì đó giờ đó là một ý kiến của cái chị đó, thì em xin chia sẻ là các anh chị xem cái ý kiến đó các anh chị thấy như thế nào, có phải là điều đó là quá ư là chính xác hay không. À, em chỉ nói như đó thôi nha. Rồi mọi người dạ đúng rồi đó, anh Tư thân mình. Thì lúc trưa em lên đó, đó thì chắc hồi trưa trước khi cái cuộc ồn ào hồi trưa thì chắc anh chị cũng biết mà. Thì em lên nói cũng được với nhau vài câu. Thì ít nhiều thì mình làm truyền thông đúng không? Thì mình mở diễn đàn. Thì tiêu chí em thì em không làm truyền thông đây, nhưng mà cái tiêu chí của em thì khách tới nhà là em tiếp hết. Mà tiếp, thứ nhất nếu trường hợp người khách họ tôn trọng mình, họ tôn trọng cái diễn đàn của em, họ lên họ nói chuyện lịch sự, họ không xúc phạm những người đã khuất, và họ tôi và những cái sự chia sẻ của họ dù có trái chiều, nhưng mà ví dụ mình không đi đến một cái sự đồng thuận với nhau á, thì mỗi người đều giữ quan điểm và vui vẻ mình chia tay. Chứ mình không thể nào, trừ khi những người nào quá đáng cố tình lợi dụng diễn đàn để nói lên những cái ý kiến cá nhân của mình đúng không, thì lúc đó Dương mới mời xuống thôi. Còn không thì mình vẫn để cho họ chia sẻ hết cái cuộc trò chuyện của họ đã rồi Dương mới mời họ xuống. Cái trách nhiệm với một cái giới hạn của bản thân mình. Biển đảo của Việt Nam đang đảng mày gì gì Thanh Nguyễn, Thanh Nguyễn comment lại đi. Biển đảo Việt Nam đang mất dần với Trung Quốc hả? Ôi trời ơi, Hạnh Nguyễn ơi, bạn nói là biển đảo Việt Nam đang mất dần bởi Trung Quốc đúng không? Bạn bạn bây giờ bạn dẫn chứng cái cụ thể mất.